Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Pon Sarun đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Pon Sarun và cho rằng chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, qua đó đã nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng với Campuchia tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị quân đội hai nước cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự của hai nước ở các địa phương có chung đường biên giới, hợp tác trong tuần tra chung trên biển. Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia Pon Sarun cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn với mong muốn được tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tổng Tư lệnh Pon Sarun cũng thông báo với Thủ tướng về kết quả làm việc giữa đoàn Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia với Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước.